Lô mấy chú nha, nay tới tải 038 Magum nha. 72cc bê tông 52 ly. Đời đầu của 381 nha, nội thất đồ y chang 381. Làm mới xịt mới. Máy của Đức nha, chính hãng của Đức. Made in Germany nha. Đó, con này không có như Brazil 381 nha, 381 của Brazil. Đời đầu nha, bao phê ha. Bán máy là siêu có tâm luôn nha, mua củi về test luôn nha. Nhìn qua củi mà khách hàng con này à, như mới nha, ai ưng thì alo. Chạy đó không? Của Đức nha. Vô chạy không? Không. Lọc bao chưa chạy miếng nước sơn nha. À, quay ra quay đóng củi chơi nè. Rồi ai ưng thì alo nha, 5 tấc nha, 5 5 tấc nha. Muốn làm sao tắt cũng có luôn. Nói chung là giá lên quanh mười mấy củ nha, mười mấy củ thì vô địch trong cái tầm giá mười mấy củ luôn. 08 Magum đời tem nhựa nha. 52 ly 72cc. Ai ưng thì alo nha, siêu phẩm. Em kết thúc clip nha.